Xin chào mọi người, trên tay mình là con FPT Playbook Plus. Cái con này là FPT Playbook thế hệ năm 2020, được FPT giới thiệu là rất hoành tráng, là có trợ lý ảo, có thể điều khiển giọng nói qua kết hợp với Google Home hoặc là bằng cái điều khiển của chính cái con FPT Playbook này. Đây, mình thử mở nó ra xem các bạn xem có gì. Hình như so với cả con FPT Playbook cũ thì cái con này là được nâng cấp chip lên gấp đôi. Nghe bảo là gấp đôi và cái khả năng xử lý và cái tốc độ chuyển kênh nó rất mượt hơn rất nhiều so với cả cái con đời cũ. Về cái design này thì mình cũng thấy là khá đặc trưng của cái nhận diện thương hiệu của FPT là màu cam. Rất là khá là khó lấy. So với cả iPhone thì con này đập không phải khó lấy hơn ra nhiều. Đây, bên trong cũng rất là chỉnh chu, được thiết kế gọn gàng. Đây, về tổng thể thì con này thực sự mình cũng thấy khá là ấn tượng vì nó mỏng. Xung quanh là có một cái đường viền cam, này là của nhận diện của FPT. Bên trong thì có sách hướng dẫn sử dụng. Đây, có cáp HDMI để kết nối với cả TV. Còn đây là cái điều khiển thần thánh. Nghe bảo là cái điều khiển này có thể điều khiển được bằng giọng nói. Với cả cái trí tuệ nhân tạo của FPT phát triển mà hình như nó hiểu được cả giọng, tất cả các giọng, giọng miền Nam, giọng miền Trung thì nó đều hiểu hết. Đây, cũng rất là chu đáo, có cả pin luôn. Thực ra cái pin này thì theo mình là không nên để vào, bởi vì nếu mà trong lâu ngày mà tồn kho FPT mà không bán được thì nó sẽ bị rỉ axit, thì cũng không hay lắm. Còn đây là cáp AV, có cả cáp nguồn. Đây là dây LAN, dây mạng LAN. À, hình như con này là có thể kết nối được Wi-Fi hay sao ấy. Thế nên là cũng đôi khi không cần LAN. Về tổng thể thì khá nhỏ gọn, nhưng mà nhìn nó bé thế này thôi, nhưng mà cũng công nghệ đầy mình, tích hợp rất nhiều. Theo mình là cái thiết kế này thực sự ấn tượng, FPT làm quá là ấn tượng. Đây, bây giờ mình sẽ thử kết nối với cả con TV này xem nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình đã cài đặt xong cái FPT Playbook này, thì bây giờ mình thử trải nghiệm cái tốc độ của nó. Về cái tốc độ thì di chuyển của các kênh ở trên này thì khá là mượt, vì cái này được tăng tốc độ xử lý gấp đôi, với cả RAM và các cái chip phần cứng cũng được nâng cấp so với con FPT Play cũ. Đây là kênh HD, đây tốc độ phản hồi cũng khá là nhanh. Nhưng mà có một cái điều thú vị mình muốn giới thiệu cho các bạn xem, đây là cái TV này được kết nối với cả Google Assistant. Thì cái con này thì gần như là mình có thể điều khiển được giọng nói trên điều khiển, và đặc biệt là với cả các cái giọng nói vùng miền thì cái con nó này đọc được rất là chính xác, mặc dù mình đọc nhanh và giọng mình cũng không được chuẩn lắm. Mình thử test qua để xem nhé. Đây, bật nhạc của Đen Vong. Ok, tôi đang bật Đen trên YouTube. Điều khiển này phản ứng khá là nhanh, mặc dù để cách xa như này mà nó bắt tiếng mic rất là tốt. Mình không cần phải dí sát như này mà để như này nó cũng có thể nghe này, và cho ra kết quả cực kỳ chính xác. Bây giờ mình sẽ thử test một số tính năng khác để xem nó có hiểu không nhé. Đây, bây giờ mình thử test giọng địa phương xem. FPT giới thiệu là cái này có thể hiểu các giọng vùng miền, thì mình thử test giọng địa phương xem nó có hiểu không nhé. Đặc sản của tỉnh Nghệ An là chí.
Theo Rulic Today, nước thanh chương đặc sản Thanh Chương Nghệ An được chế biến từ sợi mít, là món ăn dân dã truyền thống của mọi. Đấy, thì nó hiểu tiếng địa phương khá là nhanh và do kết quả chính xác. Chủ tịch FPT Telecom là ai? Theo FPT, ông Hoàng Nam Tiến, tân chủ tịch hội đồng quản trị FPT Telecom, sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Theo mình đánh giá thì cái khả năng mà bắt giọng nói với cả cái trí tuệ nhân tạo và kết hợp với cả Google Assistant này thì mình thấy là khá là mượt và phản hồi khá là nhanh. Tuy nhiên, cái điều khiển này còn có một cái nữa. Cái chức năng này mình khá thú vị và mình mới tìm hiểu vào cái setup với cả cái con Google Home nhà mình. Thì bây giờ mình thử test cho các bạn xem nhé, cái điều thú vị nhé. Turn on light thì... Đấy, okay. Các bạn thấy chưa? Cái điều khiển này hoàn toàn có thể điều khiển nhà thông minh của bạn. Và mình đã setup cái nhà của mình này thì hiện tại là nó có thể tự động bật đèn theo yêu cầu của mình. Đây mình thử turn on light thì... Đấy. Sure. Cái này khá thú vị. Và theo mình thì cái này nó rất tiện ích. Tại vì nếu mà những căn nhà rộng mà không thể đặt các cái con Google Home ở các nơi ấy, thì khả năng mình phải dùng cái điều khiển này để điều khiển là rất là trải nghiệm rất là tốt và rất là tiện ích, đỡ mất phải thời gian phải đi gần lại các cái con Google Home để nói. Tuy nhiên mình cũng có một điểm chê của cái thiết kế này. Thì mặc dù các thiết kế rất là mượt, nhưng mà theo mình khi đối với những người bị mờ mắt hay là nhìn không rõ, mặc dù mình rõ nhưng mà khi chuyển giữa các cái pop-up này thì thực sự nó không rõ ràng, nó không to lên mấy. Thì đôi khi mình đang đứng ở cái chỗ 4K này nhưng mà mình đi tìm mình không biết là đang ở đâu, mình phải di chuyển đi tìm. Thực ra cái này nếu mà làm cho nó sáng lên hoặc là có một cái viền bao quanh thì khi di chuyển sang chỗ này thì sẽ dễ dàng hơn. Nhìn chung thì cái con FPT Playbook này giá thì thấy là khá rẻ, nó thiết kế khá đẹp và giá cũng rẻ, thì là một lựa chọn cực kỳ thông minh. Và nếu như là được các cái tên tặng cái gói kích thì mình có thể xem cái tên của mình và có bản kênh bản quyền thuộc FPT đăng ký. Ở đây có cả HBO này, rồi cấp phim chiếu rạp này, rồi cấp chương trình thể thao thì cũng đã được FPT đăng ký bản quyền. Đây so với những con book trên thị trường thì mình thấy đây cũng là một cái lựa chọn khá là thú vị và nó là một cái sản phẩm người Việt. Thì nếu mà những người có điều kiện mà đam mê chim ảnh thì con này là trong cái nhà của mình, thì vừa có hàng Việt